Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 10 và Triển lãm Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam lần thứ 14 vừa diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia. Đây là hoạt động phối hợp giữa các tổ chức doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản nhằm thúc đẩy sản xuất, chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam do Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản ZETCHO, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và công ty AX Trades Việt Nam phối hợp tổ chức. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam ông Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, chuỗi sự kiện kết hợp giữa Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp chế tạo phụ tùng công nghiệp là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư hết sức quan trọng, góp phần khai phá tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, tiếp tục mang đến những cơ hội thiết thực cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Trải qua 10 kỳ triển lãm, kết quả đạt được là hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam đã có cơ hội giới thiệu sản phẩm của mình đến các doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời cũng có hàng nghìn doanh nghiệp Nhật Bản tìm được đối tác là các nhà sản xuất Việt Nam, hàng chục nghìn lượt khách là các công ty Việt Nam và công ty nước ngoài tham quan, tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần nâng tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước tăng trưởng trong những năm qua, và những dự án đầu tư của Nhật Bản tiếp tục tìm đến thị trường Việt Nam. Với mục đích nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, ZETCHO liên tục hợp tác với cơ quan chính phủ Việt Nam tổ chức Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản luân phiên hàng năm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 10 triển lãm được tổ chức tại Hà Nội. Lần này có 50 doanh nghiệp tham gia trưng bày, trong đó có 22 công ty Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam muốn tìm kiếm các nhà cung cấp nội địa và 28 công ty Việt Nam mong muốn cung cấp cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Chúng tôi hy vọng hoạt động kết nối giao thương tại triển lãm sẽ tạo nhiều cơ hội gặp gỡ giữa các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, tăng cường mở rộng kinh doanh giữa hai nước. Triển lãm là cơ hội gặp gỡ, hỗ trợ liên kết giữa các nhà sản xuất phụ tùng, các công ty trong ngành công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực sản xuất có liên quan. Triển lãm năm nay thì chúng tôi có sự tham gia của hơn 200 cái thương hiệu khác nhau của các nhà sản xuất trên từ 20 quốc gia, với khoảng độ 10.000 khách tham quan là các cái nhà công nghiệp, các nhà sản xuất, các nhà quản lý cũng như là các kỹ sư đang làm trong cái lĩnh vực sản xuất công nghiệp chế tạo tại Việt Nam. Điều đó mang đến cái cơ hội kết nối cho tất cả các cái nhà công nghiệp trong cái lĩnh vực này, và từ đó chúng ta có được cập nhật được cái công nghệ mới nhất, chúng ta mở rộng được cái mối quan hệ kinh doanh, hợp tác cũng như là tăng doanh số cho các cái nhà triển lãm ở trong cái lĩnh vực này. Đó. Và đương nhiên chúng ta, cái cơ hội lớn hơn là chúng ta có thể mang đến được một cái sức cạnh tranh lớn hơn cho các nhà sản xuất công nghiệp Việt Nam. Trong khuôn khổ tại triển lãm còn có nhiều hoạt động được tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và khách tham quan kết nối cùng các đại lý, nhà phân phối và đối tác kinh doanh.